thanh niên nghỉ học từ lớp 9, đánh sập hàng chục website. Ngày 10 tháng 10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang làm rõ để xử lý một đối tượng đánh sập hàng chục website của các cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Trước đó, ghi nhận nhiều website của cơ quan, trường học bị đánh sập, nên Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh. Sau một thời gian lần theo các dấu vết, cơ quan công an đã làm rõ Y Huy Bia, 18 tuổi, ngụ tại xã Ena, huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk, là đối tượng tấn công các website trên. Tại cơ quan công an, thanh niên này khai nhận nghỉ học từ năm lớp 9. Năm lớp 7, vì tò mò, Y Huy Bia đã lên mạng học cách đánh sập các website. Sau mỗi lần thành công đánh sập các website, Y Huy Bia sẽ quay phim lại rồi phát lên mạng xã hội để khoe thành tích. Qua đó, các bạn bè trên mạng xã hội sẽ hỏi mua phần mềm và cách thức thực hiện thì Y Huy Bia bán kiếm tiền. Bước đầu, công an đã làm rõ, từ tháng 9 năm 2021 đến nay, Y Huy Bia đã hơn 20 lần đánh sập các website của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.